hai vị nữ khách đại gia. À, đây hai cô này. Chia tay. Chia tay chị. Chia tay chị. Tay đúng không? Chia tay chia cho đủ món nha. Vâng, xin chào mọi người đã trở lại với video của kênh Mẹ Cá Tiên Thách ha. Hiện tại thì đang có mặt tại mộ của cậu Năm Vũ Linh. Thấy hình như là có cô đến đây cũng thắp hương. Biết cô này ở đâu đến không? Bà này đâu đến nè? Tại vì nãy em thấy bà đâu bên đó đó đi hấp cho con. À. Không biết mấy anh em đang bàn cái kế hoạch gì trong đây. Sao vụ gì mày lấy cái chùa quốc này nữa mà lại cái bộ cậu che lại hai người đứng đó mà hồi nãy mới đến đây anh nghe nói là có như biết mấy anh em mình ở đây phải không? Ừ, rồi coi chừng lính là sáu á. Ừ, không chừng lính là sáu hôm qua là anh phát lì xì đó. Phát lì xì thì nó là có 9 ngự. Còn loại anh vào ra nữa là 10 ngự. Vậy là lính 6 mới biết ở trên đây là bao nhiêu người. Chứ người thường khán giả làm gì biết. Lên đây thăm dò đó. Hôm qua cái chị mà chỉ lên đây nè. Là chỉ ngồi ở ngoài nè. Là chị nói rất là nhiều. Không, cái đó thì đỡ hơn. Cái đó là chị mở cổ trang ra. Thấy mặt của chị nên cái gì thì kiếm ngay chị. Tại biết mặt mà. Mà ra là chị hôm qua là chị cũng đã xuống nhà chị Hồng Loan rồi, cũng gặp gỡ rồi. Ngày qua có nói chuyện điện thoại. Họ nghe nói là có cho chị vô phòng của cậu nữa đó. Ừ, có nói chung là con của chị á, con của chị với là con với là chị Hồng Loan là bằng tuổi. Là trước đây á, là cũng đã chụp hình nói chung là qua có cho chị Hoa coi cái clip mà chị Hoa nói đó, gặp gỡ xuống nhà chị Hồng Loan đó. Chị Hoa nói là cái chị đó kêu chị Hồng Loan mở cửa phòng của cậu, chị lên chị nằm trên nệm luôn mà chỗ phòng cậu nằm luôn á. Rồi bà hấp hang rồi. Cô chào cô. Hai hai cái dừa này dừa thiệt hả? Thiệt. Tôi hỏi giờ tưởng đâu có dừa khô. Tưởng đâu dừa khô người ta mới làm vậy chứ. Hủ nhang bên đây nè. À nước cuốn. Không lên đi lắc lắc nước chứ. À. Chị lắc thử. Nhưng nào mà lắc hết nước thì mình hịch xuống được á. Còn hai chị ghi đâu là. Chú anh Sang. Chú anh Sang. Anh chị mình sẽ đi ghế đi mộ nha. Chỉ là xe. Là xe chạy theo. Chú. Bà lấy cái gì á? Bà lấy cái gì á? Lấy cái gì á? Lấy cái gì kìa? Lấy cái gì kìa? Lấy cái gì kìa? Có cho quay không? Không cho quay hả? Là xe tách rõ đồ gì qua đó rồi nè. Ừ. Bịch đồ bích tích che mặt hết trơn luôn à. Dù che.
quá dữ. Hôm qua là chị Kiều Mỹ cũng có hành động lạ, bữa nay có hai chị gái Bình Thạnh cũng có hành động lạ. Thí dụ không cho quay thì thôi đúng không? Thì đi bình thường đi, còn lấy cái dù á, hai người lại úp vô cái mẫu cậu á. Thế hả? Ừ, núp trong đó đó, làm gì đó. Hành động này lạ quá ta. Cái hoa hướng dương nó trậu đẹp ghê không? Ở chút xíu nó sẽ cập nhật tiếp cho người xem ha. Tiếp tục cập nhật video tại mộ của năm, chiếc mạc giá mộ của năm mọi người ơi. Quá dữ luôn. Hai vị nữ khách đại gia. À, đây hai cô này. Chia tay chị, chia tay chị, chia tay chia cho đủ ngón nha. Ồ, hai chị nữ đại gia. Không cho quay nữa rồi. Chị chiếc mạc nha mọi người, chiếc mạc Mercedes. Đúng rồi, quay anh đi. Bữa nay người ta hạ niêu rồi, cái bông này giờ mình cắt đầu nó hết đi. Mình đem đi dục luôn đi. Không, nó còn nụ nè. Bây giờ mình cắt cái bông tàn nó đi. Là nó lên cái bông kia nữa. Thấy không? Đó, 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 đó. Đi rồi. Ừ. Ok, cái này có lý á. Giờ lấy kéo mà. Cầm đi. Thôi vậy lấy kéo đi, em ngắt tay. Hai chị gái bên kia nè. Cái móng tay của anh nó bén còn hơn là kéo nữa. Em thấy không? Bị lên nụ rồi, nó theo quá trời nha. Cái nào tàn đó là mình cứ cắt ra. Giờ mình dọn cái phần của chú nữa. Cái hả? Nha. Mấy cái bông mình cắt là mà tàn. Rồi, cái kéo nhanh hơn cái tay không? Chừng nó nhấp sao nhấp cái nội luôn. Nó đẹp hơn cái tay của em á. Không nhiều ghê ha. Quá chị bông luôn. Cái này là bên mua hướng dương ta tặng ra. Đúng rồi. Sao mấy cây bông giấy không tưới, tưới nó chết queo hết trời. Tưới ra ngày nào tưới mà nó chịu cọ nước á. Với lại cái này kiểu nó xịt vào cái chút bông quá đó. Đúng rồi. Nó vậy đó. Ông Ngọc tưới hết nước rồi luôn á chứ. Chiều nào cũng tưới á. Giờ hai bà chị đó về mọi người. Rồi, chắc có lẽ em cũng xin kết thúc cái video cập nhật tại mộ của năm sáng nay mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha.